Biển Chỉ Dẫn đi Hà Nội theo hướng Bắc 585 km, rẽ trái 2 km là Vàng, rẽ phải 6 km Tràm Trà Lộc. Có lẽ bà con cũng hỏi Tràm Trà Lộc là cái gì? Một cái điểm mà vui chơi giải trí rất là mát, cộng theo có cả cái nhà hàng trong cả cái lùm cây âm u như là vùng Nam Bộ vậy bà con quý vị và các bạn. Trung tâm hành hương Đức Mẹ là Vàng cách 2 km rẽ trái. Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin vui mừng kính chào và chúc sức khỏe bà con quý vị và các bạn xa gần. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Thời điểm này thì mình đã thấy nhiều đoàn hành hương, bà con người Công giáo từ nhiều phương đang đổ về tề tựu trên đất thánh. Vừa rồi mình từ trong Huế ra, cũng như bà con từ Nam ra thì chúng ta đi theo cái tuyến đường này, gọi là đường liên xã, chỉ cách ngã tư trên quốc lộ 1 tầm cỡ 2 km. Còn nếu bà con từ Bắc vào thì thông thường đi cái tuyến đường này, đi thẳng ra cầu Trắng Quảng Trị. Dạ kính thưa bà con, cứ hàng năm vào ngày 15 tháng 8 lễ kỷ niệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, bà con người Công giáo khắp nơi trong nước cũng như là thậm chí ngoài nước cũng tề tựu về nơi thánh địa Đức Mẹ La Vang để cầu xin những điều tốt đẹp cho cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho xóm giềng người thân, cho xã hội. Mặc dù chiều hôm nay mới ngày 12 tháng 8 năm 2024, nhưng mình đã thấy cái công tác chuẩn bị mừng lễ năm nay không phải là đại hội, cứ 3 năm đại hội một lần, ở La Vang cũng đã được dường như là xong rồi. Đây là những cái trại tạm để bà con phương xa có chỗ mái che, nơi trú ngụ qua đêm, qua ngày. Đến với thánh địa La Vang thì có những chỗ ta có thể tìm ở lại. Ngoài ra thì cũng có những nơi mà ví dụ như ở đây, nhà từ thiện Tình Trang Nghĩa Mẹ Thanh Lang, Hùng Hòa, America, USA. Gia đình phục vụ miễn phí mì, ly và nước uống cho quý khách hành hương tại thánh địa La Vang. Trong ngày 12, 13, 14 tháng 8 năm 2004, sáng từ 10 giờ cho đến 1 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Ngoài khung giờ trên, gia đình không phục vụ. Chúng ta thấy gồm có nước uống, bên trong gian trại có thêm mì tôm, gấu đỏ, rồi các cái mặt hàng ăn uống khác. Mình là khách hành hương La Vang hả anh? Vâng. À dạ, bây giờ mình đang đợi để nhận đồ từ thiện bà con giúp đỡ hả? Đúng rồi, vâng. Anh từ mô tới? Ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? À dạ. Nhà từ thiện Tình Trang Nghĩa Mẹ Thanh Lang Hùng Hòa. Đây là bà con đang chờ để được nhận các cái phần ăn. Bên thấy có nhiều đoàn hành hương đang tiến vào lên đài. Bắt đầu từ chiều hôm nay, chiều 12 tháng 8 năm 2024 cho đến ngày 15, thánh địa La Vang sẽ dần dần đông người lên. Anh ở Kon Tum luôn hả? Dạ, ở Kon Tum. Xa hả? Xa, dạ. Đi đường mấy ngày anh? Dạ, nói chung đi từ đó cũng là tới Trái Kiều, là ở đó một đêm, từ Trái Kiều về đây giờ này tới. À, dạ. Ở Trái Kiều một đêm, sau đó đi La Vang luôn. Đây là bà con trên mình hết đấy anh ha? Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Bà con đến và tìm chỗ trú ngụ. Mình đến đây có đặt chỗ trước không em? Dạ, em đi theo đoàn. Như chị ở đây cho biết là trong đoàn đến và tìm những cái trại không có người thì mình trú ngụ thôi, không cần phải đặt trước. Bà con được ở trong cả cái trại, một cái rừng cây, rất nhiều cây sơ cư được trồng sát nhau, có cái cảm giác rất là mát mẻ. Ngoài cả cây trại dạ chiến thì chúng ta cũng thấy có cả cái trại cố định được làm bằng bê tông sắt thép và lợp tôn rất là chắc chắn, thông thoáng. Đây là bức tường Chúa Giêsu sống lại. Bên kia cũng trong một khu rừng toàn cây sơ cư, chúng ta thấy chín chít cả cái trại dạ chiến bằng cả cái tấm bạc hai màu. Họ ở từ giáo xứ nào tới? An Sơn. An Sơn à, trong miền Nam hả? À, Quảng Nam. À, trong Quảng Nam. À dạ. Còn cả cái trại này là mình thấy trọng là mình tới ở thôi. Dạ.
sản nha. Họ làm sản cho mình ở. Dạ. Để mình đến ở đây mấy ngày? Ngày mai về. Ờ, dạ, để là mình đi sớm ha. Ồ, có vẻ như là các chị phải không? Dạ. Các chị ở dòng mô. Dạ, Huế. Hôm nay các chị bạn hay là sao? Dạ, bạn cho đi đâu? Một chai 10 ngàn hả? Dạ. Cái loại này loại gì? Chai bì đá sướng xào hàng kia. À. Dạ. Uống có tác dụng chi? Dạ. Mát cá. Thánh lọc cơ thể. Bên bạn ở đây ngoài ra bên bạn chỗ mô nữa không? À, dạ. Đội dân nhân thì không ơn. À, nhưng mà ở Đức Huệ bạn chỗ mô? Dạ, Đức Huệ bạn 483 A Chính Lãng. Mua một chai để uống. Dạ, dạ, rồi. Đây bà con. Bên đó mở cái trái rồi, gọi là trà bị đau hạt gì đây? Hạt dìa hả? Của các chị rất là trẻ, dòng con Đức Mẹ Huế. Chúng ta thưởng thức như thế nào? Xin mời bà con thưởng thức trước. Ngọt, thanh, nó có cái gì? Có cái sướng xảo bà con ạ. Ngon nha bà con, thơm nữa. Cảm giác rất là mát người. Tuy nhiên mình ham uống quá cho nên là trang nó khỏi cái miệng mất. Bà con mua về uống bên nghệ tục đó bà con ạ. Sản phẩm và chất lượng đây. Tốt hơn là nước ngọt bán trên thị trường. Xin chào tất cả mọi người, đây là gian hàng của thánh tiểu nhân có Đức Mẹ đi viếng Huế bán trà bì đào. Hiện tại đang ở thánh đường Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị. Cảm ơn gì? Ở và chỗ nào tới? À, ở Đồng Nai tới giống anh Xuân Lộc. À, tới được mấy ngày rồi? Mới tới rồi, tức thì đang dặn chỗ ở nè. À, năm nay mình đi La Vang với ước nguyện chi? Để mục đích gì hả? Để kính với mẹ, tôn vinh mẹ. À, có cầu xin mẹ chứ không? Ờ, cầu có chứ, cầu xin mẹ ban cho mạnh khỏe và bình an. À, dạ. Dạ. Con kính chúc ông chủ được như ý. Dạ, đây là ông anh, tôi là con em. Dạ, hai anh em. Hạnh phúc mà già như này vẫn còn ông anh. Dạ. Rồi, ok nha. Buổi đêm mình đeo vòng như vậy mình ngủ được không? Ngủ được. À, dạ. Chủ ở mô tới. Ở gia phận Xuân Lộc. À, dạ. Chúng ta thấy trước khung mô hình là tháp chuông và nền cũ của Vương Cung Thánh Đường được xây dựng vào năm 1924 và bị mưa bom tàn phá vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Và cách sau Vương Cung Thánh Đường này không xa, chúng ta có một Vương Cung Thánh Đường mới đang được xây dựng một thời gian cũng khá lâu rồi. Nhiều người cũng mong ngóng, không biết tình trạng hiện nay như thế nào. Bên xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan tìm hiểu. Vâng, xin mời bà con. Ngày 15 tháng 8 năm 2012, lễ Đức Mẹ Maria Hồng Sắc Lên Trời, ngày truyền thống hàng năm của Trung tâm Hành Hương La Vang, trước sự chứng kiến của trên 200.000 tín hữu từ khắp nơi tụ về, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leo Baudo Ghirelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và 16 vị giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, một đăng viện phụ, 217 linh mục, cùng hàng trăm tu sĩ nam nữ đã long trọng cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Công trình được rất nhiều kiến trúc sư, kỹ sư, điêu khắc gia, họa sĩ, đóng góp trực tiếp trong việc thiết kế, thi công, giám sát, thí nghiệm vật liệu xây dựng, quản lý dự án. Phần đông thành phần trực tiếp là người Công giáo, đặc biệt có hai nữ tu họa sĩ, thạc sĩ mỹ thuật, nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Dung, dòng con Đức Mẹ Mân Côi và nữ tu Maria Vũ Thị Bích Hằng, dòng Đa Minh Bà Rịa, Vũng Tàu, tham gia hội đồng nghệ thuật và một điêu khắc gia là tu sĩ Du Xe Trần Quang Vinh, dòng Phan Si Cô trực tiếp sáng tác. Về quy hoạch toàn cảnh trung tâm hành hương La Vang, mặt bằng tổng thể tọa lạc trên khu đất diện tích 190.106 m², phân chia thành 3 vùng chức năng mang tính tiệm tiến của cuộc hành hương: vùng đón tiếp khách hành hương, vùng trung gian, vùng tâm linh. 1. Vùng đón tiếp khách hành hương, diện tích 47.500 m², gồm cổng tiếp đón,
một lối chính giữa đi vào rộng 32 mét, bên phải là ngôi nhà trung tâm Thánh Mẫu Học với các phòng, thư viện, hội trường, triển lãm nghệ thuật, trưng bày các chứng tích phép lạ và các tặng vật của khách dân cúng. Bên trái là nhà hòa giải gồm nhà nguyện 200 chỗ và 30 tòa giải tội cố định. Cả hai công trình được đặt trên hai đảo giữa hai hồ nước thiên nhiên. Hình thái kiến trúc diễn tả năm chiếc bánh và hai con cá. Nước tinh khiết chỉ sử dụng để uống. 2. Vùng trung gian, diện tích 40.000 m2, gồm đại lộ Mân Côi rộng 48 m. Bên phải là nhà điều hành trung tâm với nhà nguyện 300 chỗ cho cộng đoàn địa phương, giáo xứ La Vang. Bên trái tái tạo khu rừng dẫn đến nơi Đức Mẹ hiện ra, linh đài. Cổng tam quan mang biểu tượng hoa hồng dẫn vào 20 mầu nhiệm Mân Côi diễn tả bằng 20 công trình điêu khắc. 3. Vùng tâm linh, quảng trường lòng Chúa Thương Xót và Vương Cung Thánh đường 5.000 chỗ đặt ở vị trí cuối trung tâm, ngay trục chính toàn bộ công trình. Bên dưới là một hội trường 5.000 chỗ và hầm đậu xe nội bộ. Ngay cổng vào không gian tâm linh bên trái là linh đài kỷ niệm nơi Đức Mẹ hiện ra. Kéo dài từ ngoài vào trong là một khu rừng cây tái tạo không gian núi rừng xưa cũ. Ẩn hiện trong rừng cây là những chiếc lều dành cho khách hành hương qua đêm bên linh đài Đức Mẹ. Đối diện linh đài là tượng đài các thánh tử vì đạo tại Việt Nam. Tháp chuông của Vương Cung Thánh Đường cũ được bảo tồn như một di tích. Công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang được xây dựng trên một mặt bằng có diện tích 13.464 m2. Chiều dài công trình 140 m theo hướng Bắc Nam, ngang 104 m theo hướng Đông Tây, thỏa sức chứa 5.000 chỗ, 3.500 chỗ tầng trệt và 1.500 chỗ tầng lửng. Sức chứa có thể tăng thêm do sử dụng hành lang chung quanh hoặc lễ đài mặt tiền để phục vụ các cuộc hành hương đông đảo người dự, những hội nghị quốc tế, những cuộc tiếp đón các vị mục tử quan trọng đến thăm viếng Giáo hội Công giáo Việt Nam và những đại lễ của Giáo hội. Công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang là điểm nhấn của dự án Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, thể hiện đường lối kiến trúc Việt, mang hồn Việt qua hình dáng những tấm mái ngói thân quen, kiểu dáng ngôi nhà ở, ngôi đình Việt, những họa tiết diễn tả cụ thể những ân huệ của Thiên Chúa trên chính những sản phẩm của quê hương đất nước, hoa và lá cây lá vàng, lúa gạo, chùm nho, hoa hồng, chiên phượng, ánh lửa. Những lối đi dành cho người già hoặc bệnh tật, tính nhân ái, cấu trúc đồng tâm, tính cộng đồng, những mảng xanh, giếng nước rửa tội trong nội thất, những dòng suối, những thảm cỏ, những tiểu cảnh, những vật liệu từ thiên nhiên của các vùng miền trong cả nước, tính thiên nhiên, tận dụng nước mưa trong mùa mưa để dùng trong mùa khô, sử dụng năng lượng mặt trời, thân thiện môi trường. Công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang gồm 3 khối chính. 1. Tháp trước, lễ đài chủ đề, Chúa Thánh Thần, hội thánh được sai đi, tiền sảnh được xây dựng để tổ chức các lễ ngoài trời, hướng nhìn ra quảng trường lòng Chúa Thương Xót có khả năng tiếp đón khoảng 50.000 khách hành hương, lễ đài trên 1.500 chỗ đồng tế, 50 chỗ đặc biệt tại chính diện. Phần trước lễ đài là một cầu thang lớn kết hợp các chiếu nghỉ làm nơi diễn quyền trong các kỳ lễ hội. Những thảm cỏ, những bồn cây xanh và những suối nước tuôn chảy ra các hướng. Lễ đài được thiết kế mở như diễn tả hội thánh được sai đến với muôn dân. Chúa Thánh Thần là chủ đề chủ đạo cho thiết kế. 2. Tháp giữa, Vương Cung Thánh Đường, khối chính chủ đề, mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Một giếng rửa tội đường kính 3 mét được đặt ngay tiền sảnh lối giữa từ lễ đài vào khối Vương Cung Thánh Đường theo truyền thống Giáo hội Công giáo. Nước được đưa vào nội thất để làm mát vì khí hậu. Nội thất Vương Cung Thánh Đường phản ánh hồn Việt, vuông vức và đồng tâm để diễn tả tính cộng đồng. 3. Tháp sau, chủ đề, Đức Trinh Nữ Maria, người nữ tỳ khiêm tốn của Thiên Chúa, phòng thánh, khối phụ trợ giúp cho cách sinh hoạt thờ phượng của khối chính và lễ đài được diễn tiến tốt đẹp. Khối này cũng là nơi lưu giữ các vật dụng thánh dùng vào việc cử hành bí tích hoặc thờ phụng. Khối này gắn chặt với khối chính bằng cung thánh. Chủ đề của khối này là người mẹ, phong cách kín đáo, nhẹ nhàng, tinh tế và hiệu quả. Lưng quay ra hướng bắc chống đỡ giá rét mùa đông. Từ tầng hầm 2 đến tầng 5 bố trí 30 nhà nguyện nhỏ với diện tích mỗi nhà nguyện khoảng 35 m2 để dâng kính các tước hiệu Đức Mẹ tại Việt Nam. Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Gành Ráng, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, Đức Mẹ Giang Sơn, Đức Mẹ La Mã Bến Tre,
nói lên tính toàn thể của giáo hội Việt Nam. Mỗi giáo phận đều hiện diện trong ngôi nhà chung của giáo hội Việt Nam. Quầy lưu niệm. Đây là khu nhà hành hương. Từ khu nhà hành hương chúng ta hướng về ngay trục đài lộ La Vang. Điện chỉ dẫn nhà hành hương lên đài văn phòng trung tâm xin lễ xin khấn. Nhiều bà con đang đổ về bên nghe có vẻ như là dòng Bắc. Dạ, như vậy thì qua video này chúng ta đã viếng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 và cùng tham quan Vương Tung Thánh Đường mới hiện nay như thế nào rồi. Theo mình thì khối lượng riêng phần thô, phần hoàn thiện bên trong thì khoảng cỡ 80%. Còn phần nội thất, điện trang trí chiếu sáng khối lượng còn rất là lớn. Mình xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn xa gần đã đồng hành rất là nhiều cùng với mình thăm đây đó. Hôm nay chúng ta đã ghé La Vang trước một vài ngày chính thức. Ngày chính thức của La Vang hàng năm là ngày 15 tháng 8, kỷ niệm ngày Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Đồng thời cũng tưởng nhớ ngày 18 tháng 8 năm 1798, Đức Mẹ đã hiện ra nơi đây để an ủi con cái của Chúa, những người Kitô giáo trốn tránh vì bắt đầu dưới thời vua Cảnh Thịnh. Xin kính chúc bà con luôn vui khỏe, mọi sự tốt lành như ý, ơn trên, và đặc biệt Đức Mẹ La Vang sẽ ban muôn phúc lành cho mọi người, mọi nhà, đặc biệt là bà con khán giả kênh YouTube Huệ Việt Nam ngày nay luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và đến đây mình xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn ở video tải lên sớm nhất. Vâng, xin trân trọng mến chào, hẹn gặp lại. Cả cào tư mô tới. Ở Nghệ An à? Đến mấy lần rồi? Dạ, đến lần 2, lần 3. À, lần thứ 3 hả?